Và sau đây chúng ta hãy chào đón chị Hương Thủy sẽ đến với ta với một ca khúc Cho Em Một Con Đường. Trân trọng kính mời, xin trở lại công chị. Có người có cần người làm liền. Trong tình yêu phải có tình thương, những nẻo đường luôn kèm theo sỏi đá. Mà em phải đi để thấy.